Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với shop Hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop Hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Một hoàng tử, cái đầu tôi đâu ta? Ủa sao thấy cái đầu tôi vậy? À đúng rồi, trời ơi, do tôi lùn quá bạn ơi, chơi các bạn không thấy tôi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Không Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và như anh em đang thấy thì hôm nay Hero Team bọn mình đã biến thành người tí hon hết rồi bạn ơi, thấy không? Biến thành người lùn hết rồi nè. Đấy, trời ơi, trời, ai cũng lùn tịch luôn. Ê rồi, ông có thể nào ông biến nhỏ được không đâu? Có mỗi mình ông bự à. Rồi. Nhỏ nè, nhảy nè. Rồi bây giờ Hero Team bọn mình đã biến thành nhỏ hết rồi bạn ơi. Thì hôm nay nè, mấy bạn biết bọn mình sẽ làm gì không? Hôm nay Hero Team bọn mình sẽ cùng nhau gọi là quay một cái gì ta, một cái video giống như kiểu gọi là Hero cặp đôi đại chiến gì đó. Nhưng mà hôm nay sẽ không phải là cặp đôi đại chiến nha bạn nha, mà là một video bình thường thôi. Nhưng mà nếu như bạn muốn mình tiếp tục làm series cặp đôi đại chiến thì bạn hãy nhớ để lại cho video này đạt được bao nhiêu ta? À, 10.000 like đi thì mình sẽ ra Hero cặp đôi đại chiến nha bạn nha. Ok. Và hôm nay Hero Team bọn mình sẽ làm gì nào? Hero Team bọn mình sẽ cùng nhau chơi đập Lucky Block nha bạn nha. Thì anh em đang thấy ở đây nè là có rất là nhiều Lucky Block nè. Đấy, thì hội những người lùn Hero Team sẽ cùng nhau đi đập Lucky Block, sau đó là sẽ dùng Lucky Block để chiến đấu với nhau nha. Và ai may mắn được vũ khí xịn thì sẽ là người giành được chiến thắng đó. Người gọi là sống sót cuối cùng sẽ là người chiến thắng nha bạn nha. Và mỗi team sẽ có hai người, thì tất nhiên rồi, mình với Sammy sẽ là một team rồi, đúng Sam? Đúng Sam? Ok, mình bây với Sammy sao mà không thì sao ta? Mình với Sammy sẽ là một team nha bạn nha. Ok, rồi không nói nhiều nữa. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu video nào. Let's go. Let's go. Rồi ok bạn ơi, thì mình với Sammy sẽ là một đội nha bạn nha. Thì ok, hôm nay tôi với bà cùng nhau đi đập Lucky Block nha Sam. Thì để tránh xa ra, tại vì mấy cái Lucky Block này á là bọn nó sẽ có Lucky Block may mắn và Lucky Block gọi là xui xẻo, cho nên á một khi mà đã chết là coi như là thua luôn nha bạn nha, cho nên là phải cẩn thận. Ok. Rồi bây giờ Sam đập trước đi Sam, nhường mà. Ok, vậy để tôi ông đánh trước đi, tôi sợ lắm. Ok, bà đi ra, bà đi ra, bà để tôi. Ôi hình như bên kia đập rồi, đập bên cái gì? Mới đó là bùng. Ủa, ui, cục slam đây luôn hả? Cục slam mình phá đi. Cái này phá nhanh mà. Kinh nghiệm rồi Sim ơi, kinh nghiệm rồi Sim ơi. Rồi ok, bà để tôi cho Sam, tôi đập cho coi nè. Ui, wow, tôi được một bộ giáp kim cương. Wow, bộ giáp kim cương xịn nha. Ok, tôi được Sam nè. Ủa gì vậy, được gì vậy? Ủa cái trứng đồng, cái trứng đồng. Ok, sẽ bảo vệ mui mui, lên đây đi mui. Đẹp thế cho nội. Ra đây, bà ra đây, ôi. Ôi trời ơi. Ra đây đi mui, một mình thì không chống nội, không chống chọi nổi cái thứ gọi là cái khủng khiếp này đâu mui ơi. Đặt một lốc sang bên kia đi. Bị Sammy của tôi bị kẹt trong nước rồi. No, từ từ, đừng im. Để phong cứu Sam. Không được rồi, không có gì cứu Sam hết. Có cái cúp không, cái cúp không? Xin cái cúp. Ui, quá giật. Quái vật, trời ơi, gặp quái vật rồi Sam ơi. Này, rớt. Đám đánh cây rồi. Ây da, đau quá mày ơi. Dạ, đánh cây đau quá. Đây, ăn rồi. Trời đất, ủa sao ăn tới vàng? Ây da. Bây giờ ngoài trời, mình chính là pha bạn ơi. No. Nước. Ôi trời ơi, may quá bạn ơi, dính nước. Trời ơi, may mà tôi mặc giáp kim cương á bạn. Thôi tôi thua luôn rồi đó, may tôi mặc giáp kim cương á. Tôi còn có hai team mà không biết có gì ăn không. Tôi đặt này ra coi có đồ ăn không. Tôi ăn không? Ui, không có đồ ăn, kỳ quá đi, tôi xin đồ ăn đi. Tôi còn có hai team mà. Ok, mặc cái nọ, đổi cái nón với mặc cái quần vô nè. Ra đây đi. Đi nó chạy. Chạy. Ok, đập tiếp. Ui, TNT. No. Ôi trời ơi, TNT với bạn ơi, xem nữa là tôi banh xác rồi. Trời ơi là trời, nguy hiểm thiệt chứ. Kìa, làm sao để qua bên kia đây ta? Nè, có mấy cái block ở phía đằng dưới nè, block gỗ nè. Đâu có gì không? Ui trời ơi bạn ơi, bây giờ chỉ còn có ba người sống sót là mình, Mr. Dịch với lại là Mimi rồi bạn ơi. Ok, bây giờ mình chỉ cần gặp tìm ba người đó để tiêu diệt ba người đó nữa thì coi như là mình sẽ giành được chiến thắng nha. Ok, đập cái Lucky Block này để được cái gì đây? Ok, không được gì hết trơn. Trời ơi, đúng rồi. Cái này đi đánh nhau với rừng không phải này. Không cần phải đánh, tầm này không cần phải đánh các bạn ạ. Đệ mình nó sẽ lo hết. Ok, các bạn đến trang này. Bây giờ mình đập cái gì, mình phải đứng xa xa xíu các anh em. Đứng xa xa xíu. Xa. Mới đúng vậy.
Cái gì vậy? Ôi, con đây, nó đánh ba kia con đây. Đánh nó con đây, kia con đây. Ui ui. Ui rồi, ui ui rồi, ui rồi, ui. Cắn nó các con, cắn nó đúng rồi. Ô mày con, ô mày con. Ô mày con. Ôi tôi không biết rằng là tôi chạy qua đó xong rồi tôi có bị dịch đánh chết không đây. Tôi sợ tôi ít máu hơn dịch đó bạn ơi. Ok nhưng mà hy vọng là mình sẽ giành được chiến thắng nha. Ok rồi tôi sẽ ăn thêm táo vàng vô. Ui chết tôi quên mất tôi làm gì có táo vàng. Ok bây giờ mình sẽ bỏ mấy quyển sách này vô nè để mình lấy phép thuật nha. Nói gì ạ? Không thắng rồi. Ủa cái gì mà tôi thắng rồi? Ủa dịch bị lúc kia mày lóc giết chết hả? Ôi trời ơi. Nó có cái một cái hiệu ứng chói chân xong nó thả tầm khoảng 100 cái con các bạn sao nó cá đánh chết luôn. Lúc cái lóc này hồi nãy tôi đập tầng K7 không à mấy nay. Trời ơi mấy bạn ơi. Camui đập ra một phát ra cái bẫy lava kẹp cổ chết luôn. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn biết không? Hồi nãy tôi cũng bị dính cái bẫy lava nè, nhưng mà may tôi có áo giáp xong thế là tôi bơi lên thế là tôi không chết. Vậy là ủa tính ra tôi chưa kịp quýnh ai mà tôi giành được chiến thắng luôn bạn ơi. Vậy. Đỏ là win luôn. Đúng rồi. Ok bạn ơi. Vậy là trận đầu tiên là Phong win nha bạn nha. Yeah. Ok bạn ơi, do cái trận đấu vừa rồi á là do là mình chưa kịp đánh ai hết mà mọi người gọi là chết hết luôn. Thế là coi như là mình giành chiến thắng cho nên mình thấy cái trận nó xàm quá. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ đổi lực chơi nha bạn nha. Lực chơi lần này nó sẽ gọi là khác lực chơi lần trước nha bạn nha. Là mọi người nào mà bị gọi là tiêu diệt, mọi người nào mà bị chết rồi á thì người đó vẫn có thể hồi sinh lại được nha. Nhưng mà hồi sinh là mất hết đồ nha bạn. Đó và trong vòng 15 phút mọi người sẽ phải đi đập lúc kia block để kiếm đồ hả? Và mọi người gặp ai mọi người vẫn có thể đánh người đó. Nhưng mà một tí nữa hết 15 phút là sẽ đến trận chiến là một đi không trở lại đó. Coi như là ai mà thua là thua luôn á nha. Đấy thì có nghĩa là mọi người sẽ có 15 phút để đi kiếm đồ đó, đơn giản thôi. Và sau đó sau 15 phút là đánh nhau. Ok rồi mọi người hiểu chưa nào? Hiểu rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Lẹt cu giờ này bắt đầu thiệt nè. Rồi ok bạn ơi, thì mình với Sammy tiếp tục là một đội lại nha. Lần này thì mình sẽ cho Sam gọi là đập lúc kia block trước nha. Ok Sam đập trước đi Sam. Đứng xa coi cho chắc. Trời ơi cái gì vậy Sam? Nổ nè. Bum 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 bum. Chiêu bùm bùm chiếu. Trời ơi may mắn quá. Tôi sợ bà ghê luôn á Sam. Sao bà xui xẻo vậy Sam? Bà để tôi bà xui xẻo. Trời ơi tôi đập ra TNT luôn Sam ơi. Nhưng mà TNT này nó không nổ. Trời ơi trời ok tôi đập tiếp nè. Ui Creeper. Ông cũng may mắn không kém mà. Né từ từ tôi quýnh nó xuống dưới. Trời ơi may quá. Hay quá. Sao okay. Ông với tôi toàn cặp đôi bùm bùm nổ bùm cháy vậy? Để tôi đi tôi nè. Tàn cái gì đâu không à. Ui cái gì vậy? À được cục sắt, được cục sắt. Ok đập tiếp. Cái gì này, cái này gì? Táo vàng. Wow. Này 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 Sam tôi cho bà táo vàng, tôi cho bà táo vàng nè. Này đây. Có đây là bình lắc 100%, còn Camu cũng có bình là lắc cơm. Nắm cẩn thận ba. Thì lấy bình lắc 100% mà sợ gì, kiểu gì nó trả ra đồ. Ờ ha, đúng rồi. Đây anh quên mất mấy cái đồ linh tinh vào đây, từ từ. Mấy cái đồ đường điếc là cần gì đâu, có may quá có đồ ăn này. Đếm từ từ ấy môi. Đúng rồi, hay lắm Mimi ơi. Đập lúc cây lót tiếp Mimi ơi. Ê quá trời kim cương luôn nè Mimi ơi. Chuẩn bị chơi giáp Mimi ơi. Tôi làm được quá trời kim cương, học lục bảo luôn nè. Ăn táo vàng in chen chưa, tôi chắc ăn. Đứng ra xa nè. Ok, để tôi đập này thử. Trời ơi. Được gì đó. Được mấy cái đồ xanh xíu mà. Trời ơi, đóng màu. Bé cam nè, bé bông nè, có bé bông không? Trời ơi, có bé cam nè, trời ok rồi, lên trên đây tiếp, đập tiếp. Ủa, sao ơi, chạy đi. No. Tính ra tôi xui ghê luôn á, Sam, tôi xui xẻo ghê luôn á trời. À, ông bùng nổ bùng cháy, ui cái rương. Ok, thôi, đập tiếp. Ok. Ôi, Sam ơi, tôi nói bà nghe nè. Ở đây tôi biết có hai có chỗ ở ngoài mid là có nhiều lúc cái block may mắn lắm á, mình ra ngoài mid đi Sam, mình lấy lock mình ra mình ngoài bên ngoài mid đi. Em có hai viên kim cương nè, ông có tìm được cái que nào không? Trên lầu. Ui ơi, có con quái nè, con zombie nè. Ui. Ui mui ơi. Con boss này, con boss này. Ui ui. Đi đây, tôi bảo con nào. Con này. Con này như tiêu diệt đó là có quà đấy. Con boss này nè. Đừng cho nó xuống đi. Nó có quá, trời ơi, nó có đồ mạnh, trời ơi. Nó kim cương thì chắc rồi. Khổ quá nhưng mà nó có quá, trời đất ơi, mình hồi sinh được mà. Nhưng mà đánh, từ từ xem có vũ khí không đã. Đây, để mình dồn nó vào góc được. Đây, dồn nó vào góc được. Không có vũ khí hết, trời. Trời ơi, con này cái tầm đánh nó xa dữ rồi, trời. Nó có gai, giáp của nó có gai đó. Con này nếu mà mình lùa nó được. À có cách gì đó. Có cách để tiêu diệt nó trên đây. Từ từ mình phải lấy block, đây.
Đây đây. Đây ok ok đi, đi, đi cho nó vào đây, cho nó vào đây, cho nó vào đây. Đây đi vào đây con, đi vào đây con. Chú ơi chặn mày lại nè. Ok ok. Rồi, respawn. Ok ra mình hồi sinh được rồi, mình hồi sinh được, hồi sinh được anh em ơi. Oh my god, cái ơi, xin thấy ở đây không an toàn tèo nào luôn á. Khi nãy chứ xíu không có cái gì luôn á trời. Ôi, cái xin mời. Cái ơi. Trời ơi, no. Cái không chết, hay quá. Ô có cái diễn thần này coi. Ồ đây này có cái kiếm rồi nè. Có cái gì cơ? Có kim cương, trên này, trên này, trên này. Để lấy kim cương. Đây hèn quá, dưới còn cho mình kim cương. Ok đây, ok. Đây đây cây nhầm lên được hai cục rồi. Ui ôi trời tối rồi. Tôi bắn luôn rồi. Tôi chết mất rồi Mimi ơi. Ơi Sam, mày... nhìn nè Sam. Tôi được nguyên cái lúc kia mà lóc to đùng luôn nè. Mở thử. Mở thử ra được gì nè. Ê may mắn. Chạy xong rồi, chạy xong rồi. Trời ơi. Sao tôi với bà lần nào cũng gặp xui xẻo vậy sao? Bên này có một cây kiếm đó, ok. Ôi, tôi có một cái cúp siêu siêu mạnh luôn. Cúp siêu mạnh à? Ui, nhìn cái đầu xanh này nó. Ôi trời ơi. Gì vậy anh trai? Trời ơi, nó đánh mình rớt rồi, làm sao để giết được con này ta? Thôi đi đập Lucky Block rồi mới qua. Ôi, con này khỏe, quýnh này vậy nó không chết Sam ơi. Ôi, nghĩ sao vậy? Con kia mặc đồ kìa, quên mặc đồ kìa, mặc đồ giống kiểu khiêu nó chơi á. Khi nào tôi mới giết được nó đây trời. Ui, ui. Wow, ok, ok oh nha. Oh my god. Ê, cho tôi giáp đi, cho tôi giáp đi. Đồ con này rồi. Mạnh lắm nha. Đồ con này mà tôi mặc vô là không ai đánh đẩy tôi luôn. Ok. Rồi, được. Ê, cho tôi đồ ăn đi, đồ không à. Nè nè, có táo vàng nè, có hai quả táo vàng nè, cho bà đó. Đi, đi, để tôi này xuống. Đi, đi, gặp bà, đi, gặp. Ok, ok, để xuống hết cho rồi. Mình biết mà biết nhiều quá giật lắm đó Thiêm ơi. Nhớ hả? Ừ, nhưng mà mình phải đi thôi, mình phải đi vì một tương lai tươi sáng. Giờ, trong, giờ ai mà gọi đánh tụi mình là người đi nghèo luôn mọi người, không có gì hết trơn. Giờ bị đánh là chị có chạy. Ôi vẫn thiếu à vậy. Thôi nhảy xuống luôn đi. Ok. Rồi ok ok. Vừa nghèo đến mức mà không còn cái mùng luôn mọi người. Trời ơi ok. Lên 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 lên. Lên lên lên. Có lóc lên được không? Ồ oh, có block nè. Ê có creeper nè. Đây đây một cái kiếm. Đúng rồi cầm đi cầm đi cầm đi. Ui ôi. Ui Creeper. Tính ra tôi với bà ở bên đây, tôi với bà lượm được nhiều đồ xịn lắm luôn Sam. Ờ, mọi người không dám ra, mà không dám ra chắc luôn. Sao mọi người dám qua đây được? Trời ơi, bên đây là chỗ này bọn mình kiếm luôn rồi. Quá nguy hiểm à. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, I'm dying, I'm dying, I'm dying. Giờ ta chẳng còn chi mãi trắng tay mà thôi. Ồ, có ngọc ender này, ngọc ender này. Người bạc răng long phú phàng. Ở bên kia lại, bên kia là cái đó là mèo Simmy. Mèo Simmy đó. Ơi, ông dịch tiếp tục qua đây là sao? Quýt ông tiếp. Ờ, ông trẻ trâu quá rồi mẹ ơi. Dịch trẻ trâu. Dịch trẻ trâu hả dịch? Dịch trẻ trâu hả dịch? Mình. Rồi sao ông Phong nó lụm mất cái kiếm kim cương vịt rồi. Sao thế đây nè, sao lại làm vậy? Không có. Ôi, Phong có giáp kim cương luôn ghê. À, Phong giờ không muốn, muốn bị đai đâu. Ôi, Sim đang bị giật cái à. Oh my god, kiểu đi Sim bị giật á. À, hồi nãy Sim rất bị giật cái. Giật kìa, giật. Thôi kệ ông dịch đi, kệ ông dịch đi. Mình về mình sửa lại bộ giáp đi. Mình còn có 3 phút thôi đó, 12 phút trôi qua rồi. Ừ, ừ. Vậy, 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 vậy. Đây, nhà mình nè, nhà mình nè. Ê, tụi bay sexy đồ té. Tụi bay sexy đồ té. Ủa, qua nhà mình làm chi vậy? Ai biết, ok. Ê, tôi sẽ chế tàu cáo giáp nè. Với lại chế đôi giày nữa để tránh bị hư đồ của tôi. Đồ tôi hơi bị xịn luôn á, nó mà bị hư tiếc lắm. Ok. Rồi xong. Ui tôi cần cái đe. Chứ là tôi quên đem cái đe về rồi. Đây đây tôi có. Đây đây đây. Thì tôi tùm lý không? Ok hợp lý Sam ơi. Đây tôi sẽ sửa đôi giày của tôi nha. Để cho nó thành gọi là full full sức mạnh luôn. Okay. Táo vàng không? Tôi không có táo vàng. Rồi nha, sắp hết đồ ăn rồi đó. Ừ tôi cũng sắp hết đồ ăn rồi nè. Mình phải tiết kiệm đồ ăn thôi. Ừ. Không sao, bọn mình vẫn có nhiều đồ hơn mà. Ok. Ê Sam, bây giờ bọn mình có nên qua anh kia kiếm em đồ không? Vẫn còn 3 phút lận mà. Được không, qua kiếm đồ ăn chứ là đồ đâu ra. Trời ơi trời, sợ ghê. Tôi chỉ sợ trong thôi, lúc mình đang đi cái bị ai người không? Tôi mình chỉ sợ đi. Tôi chỉ sợ là đồ tôi xịn thế này trong lúc tôi đang đi mà bị ai đánh cái rơi xuống dưới mất đồ thôi. Tiếc lắm á, tiếc lắm á. Thôi, hay là giờ đồ mình xịn rồi mình ở nhà đi Sam. Gì vậy? Ok không? Ok, đồ mình xịn rồi mình ở nhà đi. Rồi ok, bây giờ là mình với Sammy quyết định là ở nhà nha bạn nha, tại vì đồ mình xịn rồi. Đủ để giành chiến thắng rồi. Đúng rồi. Cái gì đây? Cái gì nữa đây? Lần thứ hai đời ta chẳng còn chi
mãi trắng tay mà thôi. Là và bùa vẫy vít khắp nơi. Tôi thấy một nơi có đồ. Hình như là có một người vừa bị zombie uýnh hay sao ấy. À, Sugana ghê ấy, mọi người. Nhưng mà một cái khác là hai. Kè mới đánh chết ca mùi súng vật, ca mùi không để ý. Nhìn ơi. Ôi, sao, đưa bắt làm mùi. Tôi vừa bị zombie oánh rớt xuống rồi. Ủa trời ơi. Đấy, bà chết vì zombie oánh chứ bà đã biết cái. Bà đã biết là tôi bị chết vì lý do gì chưa? Hả? Gì? Nó tạo ra một cái lỗ 4 mm ở dưới chân tôi đây này. Đá lồ nha bà, đá lồ. Rồi không, hai người chết. Ok, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi ok, hết giờ. Rồi ok bạn ơi. Và sau một thời gian Hero Team đi thu thập đồ thì bạn có thể thấy rằng là ai cũng đã có giáp, có kiếm hết rồi. Ủa, dịch con cái thật. Ủa, ai? Sao lại là ai cũng có? Alo. Ủa, Mui có nhìn là nhìn là vịt với cả Mui nè. Sao Mui vậy, không có gì vậy? Mấy bạn ăn bánh quy không? Mình chia bánh quy cho bạn ăn hả? Thôi, tôi không cần biết. Tôi không cần biết là do mấy bạn xui, mấy bạn tự chịu nha. Ok, tôi không cần biết. Còn bây giờ nè, tôi sẽ đếm từ 1 đến 3. Thì cả team sẽ chia nhau ra và sẽ gọi là đánh tấn công nhau nha. Và ai sống sót cuối cùng sẽ là người giành chiến thắng nha. Ok, chia đi, tản đi. Ê, mọi người đã chia được, chia đường xong chưa vậy? Xong rồi. Xong rồi đúng không? Chuẩn bị nha. Anh em gặp ai quýnh người đó nha, đừng quýnh đồng đội mình. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu rồi, bắt đầu nào. Ôi, cho cái mũ này, phong mũ sắt cho nó xịn nè. Đây nè, đổ đi. Ok, đây. Mũ sắt, ông đánh mạnh mà. Ok, yên tâm. Mình phải đánh liều thôi, Sim ơi, mình là liều ăn nhiều. Đưa tôi cái mũ, ông lấy mũ rồi. Ủa, tôi đưa đưa bà hả, nè. Ôi, những người nghèo khổ. Ê, tôi thấy Kairon với Simi bên dưới kìa, xuống xử Kairon với Simi đi. Ừ, cái này. Giờ tôi có làm chi đồ cho ông. Không, rồi đây mà. Bạn ra đây bạn ơi, mình chấp thọ luôn rồi. Ủa trời ơi. Ok bạn, cái chân creeper nha Sam bên dưới. Mimi ơi, bạn có lòng tốt bạn cho mình block được không Mimi? À mèo Simi, mèo Simi. Ok rồi. Cái đó. Ôi chạy nguy hiểm quá, Ok rồi, sao mình chết luôn rồi. Nguy hiểm quá, trời, mình còn có tí máu rồi nữa. Mày không? Rô sao di chuyển nhanh dữ vậy trời? Ông Rô khỏe chưa? Em có cái thuốc hero. Mimi và Sammy đang đánh nhau. Mimi với Sammy đang đánh nhau hả? Đâu quá à? Sammy! Mimi, tại sao bà dám làm vậy hả? Sammy chạy đi, để tôi tấn công. Mimi hả? Mimi chúng tôi. Này, ê! Shino! Sammy. Người nào chết thì chỉnh game master nha. Trời ơi. Ôi. Sammy. Rồi xong Sammy đi luôn rồi. Bây giờ còn ai vậy mấy ai? Còn ai vậy? Còn Mr. Dịch, Siro với lại Camui. Ủa sao không Mr. Dịch với Camui nghèo chứ mà đang sao trốn rồi, đang trốn rồi. Mèo có gì đâu mà muốn Dịch đi tăng. Trời ơi, đúng là Siro chùm bắt cua ấy gì, chùm BBB của Hero Team. À không, Siro hình như là ông có cái thuốc Hero đúng không? Ông kháng nhiều thứ lắm luôn á. Này quá trời chạy luôn kìa. Đúng rồi, còn mấy này thì có vũ khí tối thượng. Rồi ok, để xem cái Siro sẽ xử lý hai người kia như thế nào. Trời ơi, Rô nhiều đồ xịn mà bây giờ Rô chỉ có nước là rơi xuống dưới mới chết thôi chứ không nào chết được. Ủa Rô đâu rồi? Nhìn không đồ, tim đồ. Ai thì thắng đây? Bên này là bên nào? Bên này, phía bên này. Ơi Sam ơi, tính ra tôi tưởng tôi với bà là mạnh rồi, ai về đâu bị ông Rô quýnh té. Trời ơi. Rô uống thuốc là tôi biết là không còn hy vọng rồi, hiểu không? Ờ, biết là đâu rồi đấy. Ê, chạy đi kìa. Chị đồ mua nè. Rô không có ngọc Ender hết đâu. Hả? Rô không ngọc Ender à? Anh không có ngọc. Lên luôn rồi, lên luôn, đánh luôn. Chúng ta đang dịch đứng ở trên, dịch thả thuốc xuống. Ủa dịch đóng cao xuống. Có gì đâu mà xuống, người còn đúng cái nịch là cái áo nè. Nhìn dịch hài ghê luôn á, bạn nhìn nè. Đúng rồi này. Ừ, đúng rồi. Có ai nhầm mất rồi. Ôi rồi, Mui rơi rồi. Rồi xong, Mui rơi luôn. Chưa. Ủa chưa hả? Trời
Chuẩn đi, chuẩn đi, dịch ơi. Chuẩn. Hay quá. Ồ, dịch có nhiều cái ok bạn ơi, tôi sẽ đứng ngay chỗ của dịch với Mui để quan sát dịch với Mui nha. Xem rô, rô bên kia, rô trên kia, trên kia. Rồi, rô bắt lóc lên rồi. Bây giờ xem rô. Rô ơi anh, rô ơi, tính ra là anh này. Tính ra là rô, rô, em nói rô nghe nè, rô có tàn hình mà tại sao rô không cởi giáp ra xong rô lén leo lên rồi mặc giáp rồi lại. Ủa anh có tàn hình hả? Anh có tàn hình mà. Không có tàn hình nè. Thôi mà tàn hình thôi, chả dùng gì đâu. Ôi trời ơi, đưa cái lên cầu nữa đây. Mày có sức kê tình ơi. Này quá bà tình ơi. Thì cái tình bắt. Quốc hồn vịt chứ ai. À có TNT, có TNT. Được rồi, được. À tính làm, tính thể hiện TNT dâm đúng không? Thể hiện TNT dâm đúng không? Ok, để mình qua mình coi rô TNT dâm nữa bạn. Rồi xong. Rồi, rô. Để coi rô TNT dâm sao đây. Đúng thật, cố lên. Tăng hình ấy, nó cười đồ quá, tăng hình quá. Em sẽ đặt niềm tin vào đội không đầu. Giữa chân. Đây đây, mấy bạn coi, chuẩn bị coi TNT lên nè. Trời ơi. Ủa làm gì vậy? Cái này là nó phá lắm á. Cái này là phá rồi, cái này là phá rồi chứ không phải TNT dâm mày. Lên đây anh Vũ. Đây, ông té, ông té. Ui trời, ông bay, anh tưởng ông té chứ. Tưởng ông té. Trời, tưởng ông té chứ ba, trời. Vẫn là dưới chân, về lại vẫn là dưới chân kìa. Kìa kìa kìa. Vẫn là dưới chân rồi, vẫn đang quậy rồi. Lóc mà lóc lên luôn anh ơi. Còn thuốc nữa không biết. Rồi, rồi, em chỉ đâu nè, rồi kiếm bình nước á. Em mới rồi. Rô em chỉ rô nè bây giờ nha, rô kiếm nước rồi đặt ở giữa, đặt bốn quả TNT ở bốn bên đó, sau đó đốt phát. Tôi thấy nha mấy bạn, mấy bạn thấy gì không, mấy bạn thấy gì không, đây tôi đang quay cho bạn nè. Đi ra người ta mới đặt được balo Mui dịch và tìm cách bỏ chạy thôi bạn ơi. Cậu làm cái gì đâu, chúng ta cùng di chuyển nào, đưa nhau đi chỗ đông quê. Các bạn đang thấy thì dịch với lại Mui đang đặt lóc để chốt và Siro đang nhào lên. Mất dịch đã rơi xuống. Ca Mui cũng đã rơi xuống. Oh my god. Ok bạn ơi, và như bạn đã thấy trận đấu vừa rồi thì Mr. Dịch và Ca Mui đã quá sơ suất bị Ro đánh rơi xuống dưới. Và Siro đã là người giành được chiến thắng trong trận đấu lần này. Xin chúc mừng Siro. Tôi thật không ngờ, tôi cứ tưởng tôi với Sam là đồ xịn lắm rồi, ai về đâu vẫn thua. Tôi cảm giác thấy không lần không có đồ. Nghèo là nhất đừng có ai. Tôi cảm thấy nhục nhã bạn ơi, hình như là tôi với Sam chết đầu tiên luôn đúng không Sam? Không biết nữa, nhưng mà chắc không. Hình như là Simmy với Kairon chết đầu tiên. Simmy chết đầu tiên. Okay. Ok. Em cuối thôi mà. Thôi không sao bạn ơi, đây tôi chỉnh lại game up 1 để tôi nói chuyện với anh em nè. Ok bạn ơi. Thì như là trận đấu vừa rồi á thì Siro giành được top 1 thì chắc ai cũng biết rồi đúng không nào? Thì cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Nếu như bạn thấy video này vui thì bạn đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người nha anh em. Còn bây giờ thì nếu các bạn muốn có thêm những trận đấu như thế này nữa thì nhớ bình luận cho mình biết nha, chứ mình vui quá giờ mình cà lâm luôn các bạn. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt, bye bye. Chúc mừng Siro đã giành được top 1.